Tiếp theo thì mình sẽ viết cho mẫu cho các bạn xem, đó là chúng ta sẽ viết cái bộ long nhé. Bộ long thì hay còn gọi nó là chữ long luôn. Này. Đấy. Đưa nhẹ lên trên như này. Nét bút rất là điệu đà đúng không ạ? Ngang này, gập xuống này. Chúng ta lưu ý là chúng ta bẻ cái vế phía tay phải này nhé. Gập nhá, hai bên này nó gần như bằng nhau nhé. Và kéo nét dài xuống dưới nhé. Một đấy, đánh ba nét chấm là vẩy vẩy rồng ấy. Đấy các bạn nhớ nhá, một số những cái nhà thư pháp họ sẽ viết thành ba nét chấm, 1 2 3 như này cũng được. Thế các bạn ghi cho mình bộ long này nghĩa là con rồng. Và về phần vị trí đứng của nó thì nó sẽ nằm ở giữa các bạn nhé. Đấy. Thế tiếp theo cách viết của nó thì các bạn nhớ là cái vế phía bên tay trái và vế tay phải này được viết bằng nhau đi ạ. Và thậm chí cái cong móc này nó cao lên trên một chút. Và thằng này nó sẽ phải viết vươn dài ra phía tay phải này nhá, phía tay phải vươn dài ra nhá. Còn phía tay trái này các bạn thấy nó có một bộ lập và một bộ nguyệt phía bên dưới đúng không ạ. Đây các bạn kéo làm sao nó thẳng hàng với nhau như này, để nó không bị lệch chữ nhá. Nào tiếp theo đây mình sẽ phóng to màn hình ra để mình viết cho các bạn xem cái chữ long này. Chúng ta cùng phân tích. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái bộ lập phía bên trên trước. Đây ngang đi trên này kéo xuống dưới nhá, chấm hất và phải nhẹ nhá. Này nét ngang này nhá, các bạn nhớ là phải lấy ở đoạn dài ra một tí ở đoạn đầu nhá. Này bộ nguyệt bên dưới này, đấy đưa hất nhẹ trên như này. Tiếp tục đầu của cái nét phẩy này các bạn viết cho mình một nét ngang ngắn như này, sổ cao từ trên xuống dưới này, bẻ gập này, gập lại dạng một nhiều một nửa bộ khẩu ấy, xong kéo cong vào như này. Đấy, vươn dài lên trên này, một ngang ngắn này, hai ngang ngắn và ba ngang ngắn như thế này. Đấy. Tiếp tục làm lại lần nữa nhé. Đây này. Nập này. Đây nhá, các bạn có thể ẩy lại như này một cái, phẩy nhẹ lên trên như này. Ngang đi lên trên này. Nối xuống với bên dưới này, đến là chúng ta viết là giống như là hành thư đúng không ạ? Đấy, nét bút nó rất là mềm mại và mượt mà như này. Tiếp theo nhá, các bạn thấy là đoạn đầu nét phẩy này các bạn kéo cho mình nét ngang ngắn vào đây này. Đấy, ngang ngắn vào đây nha, sổ xuống dưới này, bẻ gập cong ra như này. Đấy, kéo dài từ trên xuống dưới, bẻ cong ra ngoài như này. Móc nhẹ lên, 1 chấm, 2 chấm và 3 chấm. Như thế này cũng được các bạn nhé. Đấy là cách viết của bộ long và chữ long. Ngang này, nối xuống này. Đây là chúng ta vươn dài cả phía bên tay trái và cả phía bên tay phải các bạn ạ. Vươn dài hết ra. Này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, nó có cắt nét ngang như này các bạn nhé. Vươn dài sang phía bên tay phải, vươn rộng làm các bạn. Đây làm lại lần nữa này. Này. Thực tế thì hành thư và tiểu khải này rất giống với nhau các bạn nhé. Rất giống với nhau, nhưng mà cái nét bút của hành thư nó sẽ khỏe khoắn và nó có thanh đậm rõ ràng hơn so với tiểu khải. Tiểu khải nó thiên về nét thanh nhiều, nó thiên về nét thanh và những cái nét mảnh. Về nhà cả lớp sẽ tập lại cho mình cái chữ long này, bộ long này nhá. Các bạn nhớ này, tất cả từ những đường kẻ dọc đấy thì vị trí phía bên tay phải nó đều vươn rộng hoặc vươn dài sang, đúng không ạ? Vươn dài sang phía bên tay phải các bạn nhớ nhá. Được rồi, thế thì các bạn nhớ về nhà viết lại nhá.